Xin kính chào quý vị, kính mời quý vị theo dõi bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Cầu nối giữa Nga với Crimea bị sập một phần. Moscow nói do xe tải bị nổ. Một vụ nổ trên cây cầu đường bộ và đường sắt chiến lược nối Nga với bán đảo Crimea xảy ra vào hôm thứ Bảy ngày 8 tháng 10, làm sập một số đoạn bên một chiều đường. Sau vụ nổ, các quan chức Ukraine đăng các thông điệp hoan hỷ nhưng không trực tiếp nhận trách nhiệm về vụ này. Nga chiếm Crimea từ Ukraine vào năm 2014 và sau đó 4 năm tổng thống Putin chủ trì lễ khai trương rầm rộ cây cầu dài 19 km này nối bán đảo với mạng lưới giao thông của Nga. Hiện nay nó có chức năng là một tuyến đường tiếp tế quan trọng cho các lực lượng Nga nắm quyền kiểm soát phần lớn khu vực Kherson ở miền Nam Ukraine. Ủy ban chống khủng bố quốc gia Nga cho biết trên mạng xã hội rằng vụ nổ xảy ra vào lúc 6 giờ 7 phút sáng, tức 3 giờ 7 phút giờ chuẩn quốc tế GMT, trên một chiếc xe tải chở hàng, khiến 7 toa tàu chở nhiên liệu bắt lửa và bốc cháy trên một đoàn tàu đang chạy đến bán đảo. Ủy ban nói rằng hai đoạn của cầu đường bộ đã bị sập, nhưng phần cầu bắc qua eo biển Kerch không bị hư hại. Eo biển này là tuyến đường thủy cho tàu thuyền đi lại giữa biển Đen và biển Azov. Sergey Asyanov, viên thống đốc người nga ở crimea cho hay trên mạng xã hội rằng một chiều đường của phần cầu đường bộ vẫn còn nguyên vẹn tuy nhiên giao thông đã bị đình chỉ trong khi cơ quan chức năng đánh giá thiệt hại sau đó bộ tình trạng khẩn cấp cho biết ngọn lửa đã được dập tắt hãng thông tấn nga interfax đưa tin một cố vấn của tổng thống ukraine đăng một thông điệp trên twitter nói rằng vụ việc chỉ là sự khởi đầu nhưng không nói rằng các lực lượng ukraine nhận trách nhiệm về vụ nổ viên cố vấn Mikhailo Podolyak viết, mọi thứ bất hợp pháp phải bị phá hủy, mọi thứ bị đánh cắp phải trả lại cho Ukraine, Nga chiếm nơi nào đều phải bị đánh đuổi. Hãng thông tấn TASS dẫn lời phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov đưa tin rằng ông Putin đã chỉ thị chính phủ thành lập một ủy ban nhà nước để điều tra vụ việc. Interfax dẫn lời Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cộng hòa Crimea Vladimir Konstantinov nói rằng những kẻ phá hoại Ukraine đã tìm cách tiếp cận cây cầu Crimea bằng bàn tay đẫm máu của chúng. Người đứng đầu Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine Oleksiy Danilov đã đăng video cây cầu bốc cháy trên mạng xã hội cùng với video Marilyn Monroe hát chúc mừng sinh nhật ngài tổng thống. Hôm 7 tháng 10, ông Putin bước sang tuổi 70. Tác giả Nguyễn Đình Bổn bình luận rằng, Nga nói cầu Crimea bị đánh bom, có thể Putin sẽ tuyên chiến. Lúc 6 giờ 7 phút giờ địa phương hôm nay, một xe bom phát nổ trên tuyến giao thông phía cầu Crimea làm cháy 7 toa chở dầu trên đoàn tàu đang di chuyển đến Crimea. Ủy ban chống khủng bố quốc gia Nga hôm nay cho biết trong một vụ tuyên bố, vụ nổ dẫn đến nắm cháy lớn trên đoàn tàu chở dầu làm sập một phần buộc giới chức Nga phải đình chỉ hoạt động trên cầu Crimea. Ủy ban điều tra Nga thông báo đã mở cuộc điều tra hình sự về vụ nổ, trong khi Tổng thống Putin chỉ thị thành lập một Ủy ban Chính phủ liên quan tình trạng khẩn cấp trên cầu Crimea, bao gồm người đứng đầu lãnh thổ Krasnodar và Crimea, đại diện vệ binh quốc gia, cơ quan an ninh liên bang Nga và Bộ Nội vụ cho thấy vụ việc rất nghiêm trọng. Ukraine từng nhiều lần cho biết sẽ tấn công cầu Crimea, còn Nga cho rằng tấn công Crimea là tự sát, sẽ ngay lập tức nhận lại lửa địa ngục. Vì vậy, khả năng cao là Putin sẽ ra lệnh để trả đũa mạnh hoặc tuyên chiến toàn diện với Ukraine trong 24 giờ tới. Facebooker Mạc Việt Hồng bình luận, Sáng nay, Bật TV lên thấy cầu Crimea cháy sáng rực cả một vùng. Quả là món quà sinh nhật đáng giá dành cho tin hói, tức ông Putin. Ngay từ đầu cuộc chiến, Ukraine đã dọa đánh cây cầu này và Nga cũng lớn tiếng dọa là sẽ giáng trả mạnh mẽ, thậm chí sẽ dùng đến vũ khí hạt nhân nếu cầu bị đánh sập. Hiện chưa rõ có phải cầu bị Ukraine đánh hay không, hay do tàn thuốc lá của quân Nga. Chỉ biết một toa chở nhiên liệu phát nổ, cầu bị hư hỏng nặng và giao thông ngưng trệ. cái cầu này có chiều dài 18.100m nối bán đảo Crimea với nước Nga. Cầu được khánh thành vào cuối năm 2018, 4 năm sau vụ sắp nhập tài tiếng của Putin. Đây là cây cầu dài nhất châu Âu được xây dựng trong điều kiện tự nhiên rất khó khăn và là con đường tiếp tế chính cho quân Nga. Trong quá khứ, cây cầu từng được làm từ thời Liên Xô nhưng bị băng giá đã cuốn trôi sau một mùa. Nhiều chuyên gia nhận định việc Ukraine thịt cây cầu này chỉ là vấn đề thời gian. Giờ, nếu đường qua cầu bị chặn ngã tiếp tế qua Kharkiv không còn thì hàng vạn quân Nga nằm trong bẫy chuột hạ các cụ đài bbc tiếp tục đưa tin vẫn chưa rõ vụ nổ là một vụ tấn công có chú ý hay một vụ tai nạn nhưng thiệt hại đối với cơ sở hạ tầng cao cấp như vậy xảy ra vào thời điểm nga đã hứng chịu một số thất bại trên chiến trường ukraine ủy ban điều tra nga nói họ mở cuộc điều tra hình sự về vụ nổ Tổng thống Vladimir Putin chỉ thị thành lập ủy ban chính phủ liên quan tình trạng khẩn cấp trên cầu Crimea. Nhiều giả thuyết đang xuất hiện, từ hoạt động của lực lượng đặc biệt Ukraine đến hoạt động của kháng chiến ở Crimea, cuộc tấn công bằng tên lửa, thậm chí là đánh bom liều chết. Ukraine không thừa nhận hay tiết lộ gì, nhưng các cuộc tấn công đều nằm trong cùng nỗ lực rộng lớn hơn, đó là làm suy yếu khả năng của Nga trong việc sử dụng Crimea làm bệ phóng cho cuộc chiến ở miền nam Ukraine. Cầu đường bộ và đường sắt là mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng của Nga. Nếu không có cây cầu này, Moscow sẽ càng khó cử quân và thiết bị để đẩy lùi các cuộc tấn công của Ukraine ở phía bắc Kherson. Phản ứng của Ukraine trước sự cố trên cầu Crimea làm nổi bật bản chất khủng bố của chế độ Kiev. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova viết trên Telegram hôm thứ Bảy. Phản ứng của chế độ Kiev về việc phá hủy cơ sở hạ tầng dân sự làm nổi bật bản chất khủng bố của nó, bà này nói dịch vụ bưu chính của ukraine hôm thứ bảy nói sẽ in một con tem đặc biệt để kỷ niệm vụ nổ một cố vấn của tổng thống ukraine volodymyr zelensky đã đăng một thông báo trên twitter nói rằng vụ việc chỉ là sự khởi đầu nhưng tránh nói rằng các lực lượng ukraine đứng sau vụ nổ mikhailo podoyak viết rằng mọi thứ bất hợp pháp phải bị tiêu hủy mọi thứ ăn cắp được phải trả lại cho ukraine anh chị cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin phát sóng trên kênh tâm thức việt ttv hẹn gặp lại quý vị trong những lần phát hình sau